ngồi lặng lẽ bế đứa con thơ. Anh Vũ Văn Thử, 24 tuổi, xã Văn Tịnh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, không thể ngờ rằng người vợ trẻ là Trần Thị Ví, sinh năm 1988, đã mãi ra đi, để lại hai đứa con thơ dại. Ngày chị Ví bị tai nạn giao thông, đúng vào hôm mùng 6 Tết. Rồi đây, gánh nặng nuôi hai con thơ và mẹ già yếu hơn 80 sẽ dồn lên vai chàng trai trẻ. Sinh ra con nhà nghèo thì cuộc sống rất là khó khăn. Nghề người làm nông nghiệp. Và trong cuộc sống thì nó rất là vất vả. Anh Thử cho biết, hai vợ chồng lấy nhau đã 5 năm, tích góp và vay mượn. Cuối năm 2011, hai vợ chồng cất được căn nhà tạm. Năm 2012, anh Thử phải đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Mải mê bươn chải kiếm tiền, 26 Tết, anh Thử mới về quê sum họp nửa cùng với vợ con. Vậy mà đúng 10 ngày sau, thì tai họa ập xuống. Thì là đúng là gia đình không có, trước ở cái nhà nó cái túp nều nó thấp bé quá, nó nắng nóng rồi nó ẩm thấp. Thì em cố gắng nhờ các ông, các bà, các bác cho vay mượn để cơi nên cái gian cửa sân nhà này cho các cháu nó ở cho nó đỡ khổ mà nó đỡ ẩm thấp. Công an xã Văn Tịnh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng liên quan đến gia đình anh Thử là khá hy hữu, bởi chị Trần Thị Ví là người địa phương, khá am hiểu quy luật giờ giấc tàu chạy. 16 giờ thì lúc đấy là chị đi cấy từ dưới đồng, đồng đi về thì qua đường sắt. Thì lúc đó là chị là lúc đấy là về chắc là cũng mệt mỏi rồi. Đấy thì cũng có một số người ta nhìn thấy, người ta hô hào nhưng mà lúc ấy không kịp. Theo Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, dịp Tết Quý Tỵ năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến rất phức tạp. Qua điều tra và phân tích, phần lớn lỗi đều do người điều khiển phương tiện chủ quan. Tết vừa rồi thì có lẽ cũng là một trong những năm mà tỷ lệ tai nạn nó xảy ra cũng khá cao. Đối với chúng tôi thì trước Tết và cho đến 29 Tết là xảy ra 4 vụ 5 người chết. Trong đó tập trung chính vào ngày 29 Tết là 3 vụ 4 người chết. Nguyên nhân thì đầu tiên phải xác định là lỗi của người tham gia giao thông. Chủ yếu là do các người tham gia giao thông là vi phạm chiếm đường. Trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 13 người bị thương. Trong đó có đến 85% tổng số vụ xảy ra ở khu vực ngoại thành. Nỗi đau mất mát rồi cũng sẽ lắng dịu. Nhưng hậu quả của những vụ tai nạn giao thông do bất cần, chủ quan, trong ký ức của những người còn sống thì vẫn sẽ mãi ở lại.